trong clip này chết chịu đi là bình thường. Đi gì? Khoan, để nói đi. Nói đi. Không, cái clip này cuối cùng là đâu lắm. Nãy giờ cũng nói mạnh rồi. Thôi, không có gì vậy. Nó dối á. Người này ở chỗ này, chứ nước kia là người ta biết liền. Vậy là cái thông tin là chiếc xe bán là có đúng sự thật, đúng không? Vâng. Tại sao mọi người luôn hướng về chị mà tại sao chị lại quay đi? Thì bây giờ Phong có điện nói với chị rồi đúng không? Nói với Phúc rồi đúng không? Hôm qua Phong có điện nói với chị là như thế nào? Anh nói là ảnh lấy xe đem xe này đi bán. Anh xe cô Duyên mới mua đi bán, anh sẽ mua chiếc khác mà anh đứng tên. Đứng tên. Nhưng mà em thấy xe này là ông ba của mấy Duyên á, chồng anh chú nói hồn á, là ông giữ giấy rồi là ông không cho mua bán nữa. Tức là ông giữ giấy là không cho bán tới luôn nữa. Chú thăm ông. Gồm chú đó đâu rồi? Ông ba chị Duyên đâu rồi? Nhà ba em. Đấy, mới đứng đó mà chú. Ủa sao xe của chị mà chú đứng ông tên, sợ, chú giữ giấy? Ông sợ, ông giữ giấy, em mua. Tức là hai chàng em mua. Nhưng mà ông giữ giấy thì... Mà chiếc xe này á hả? Dạ. Ông sợ, cũng như ông sợ em bán hay kia vậy đó. Đấy à. Sợ tên được rồi, mà mạng. Chứ còn này trong mạng cho nói câu này là... Cái hồi em trước anh mới rồi mà anh mới làm là bây giờ hiện tại là không có. Bây giờ nè anh hỏi Phúc trước cái chuyện đó rồi tới cái chuyện chiếc xe ha, ngồi xuống đàng hoàng đi ông hai ốm rồi. Bây giờ anh em mình tâm sự giống như trong nhà, tại sao em lại nói gạt anh là đi làm gửi tiền bên mẹ 1 triệu mấy mà anh hỏi không có. Trong khi đó thì Mạnh Thường Quân vẫn thương em mà chứ đâu có. Em biết không, tại vì cấp đầu clip à, cấp đầu clip nó là mua cái xe em xin làm gặp lại. Em sợ là cái công nó làm gặp lại là Mạnh Thường Quân rất giọng mà. Bởi vì á là cái thời gian đó em vẫn đi về bển, vẫn kiếm gì làm xin đàng hoàng, nhưng mà có số lượng người đủ gì số lượng người người ta nói bây giờ nếu khi nào mà đắt hàng lại á người ta sẽ nhận thêm người. Em cũng chạy đâu chạy đó, chạy 4 chỗ. Là cũng ế chứ. Nhưng mà lúc quay thì hỏi Phúc thì Phúc nói là đi làm hả? Để làm để nghỉ. Em sợ là người mất giọng giữ số tiền để gửi mua xe đi về nhà. Cái gì mình làm không được thì mình ở nhà có thể mình lụm ve chai. Sao rồi đó, em cũng gợi ý là thôi thời thôi thì cứ mới làm đi. Cái gì đó thiệt đi, đừng giấu gì giấu được đâu. Em mới hẳn dạng như quên ra em sắc mai cũng bị lụm. Gặp nhiệm là mình bao đó. Đợi. Nhưng mà nếu mà em làm như vậy thì Mạnh Thường Quân càng thất vọng hơn nữa chứ. Em thì em sợ là cái câu hứa mình làm được á. Bởi vì cái lúc mà thời gian đầu thì ở em cầu em sợ rất nhiều việc. Mà em nói. Mấy ngày nay em làm gì Phúc? Mấy ngày này thì mũi sắc thật. Gì? Sắc cái ba cái mũi cũng chỉnh đang cạo á. Lượm. Bán ngày được nhiêu? Sáng mình bán 2 chồng được 50. 50. Sáng nay 2 vợ chồng ăn hết nhiêu rồi? Anh mua đồ bánh cháo. Mua dạo thì bánh cháo, còn ba cái cá thì cũng qua hết rồi. Vậy sao em qua bên mẹ em lấy lại 1 triệu? Thì 1 triệu đó sao em không đưa cho vợ của mình? Vì á, ba mẹ sợ Duyên sẽ bị người ta gạt. Đưa cho vợ. Ai gạt Duyên? Tại vì số tiền lớn mà Duyên chuyển cho không được. Mà trong đó em đi, mình đã hát nghiệm đi lượm là vì có nhà. Người hiện nay còn nhiêu tiền? Nói chung là hẳn như hết tiền. Hết tiền. Mua điện thoại nữa. Điện thoại nữa. Mua điện thoại hết nhiêu? 500 hả chị? Sao mới có 1 triệu mình không làm vốn bán cái số mà cầm để mua cái điện thoại. Hôm qua chị Duyên nói với em là
ứng tiền 1 triệu của chị Linda để mà bán vé số. Tại sao mình có 1 triệu đó mình không đi bán vé số mà cầm lại mua cái điện thoại? Nó là anh đi lấy bữa trước kia, bữa hôm kia. Hồi nãy em mới nói với anh hồi qua. Thì hôm kia đó mình lấy cái số vốn đó mình bán vé số được rồi. Ba mẹ đâu có lưu tiền mà em đi làm vé số đâu. Lấy cái điện thoại này mình chị cũng xài chứ gì. Anh lấy chừng anh đi câu cá, anh đi đâu thì anh để ở nhà thì cầm. Thế là gì? Ba mẹ cứ lên 1 triệu. Nhưng mà anh đi xe nữa được. Ừ. Bao tiền em là không có số tiền cho con gì, còn cái chữ đó. Ừ. Khi nào anh buồn ngồi qua, ba mẹ qua, giải quyết. Ừ. Là em không được. Ừ. Cái gì đó mà con Duyên thì nó nhằn em. Ừ. Em làm sáng tỏ mọi việc là em phải bắt chiếc xe để ôm ở đây. Tất cả, tất ba luôn. Ừ. Để đi về bên lỗi họ mẹ. Rồi hôm qua là bán 600 ngàn là chị Duyên có đưa cho Phúc không? Bán chiếc giường á. Chị Duyên. Dạ. Bán chiếc giường. Tôi hỏi Phúc, anh để em Phúc chứ là chiếc giường á. Anh cần xài thì em đưa. Chiếc giường sao Phúc? Còn anh không, giống như anh không nói thì em có đưa. Cũng như 50% có. Cái ngày mà chị Duyên đi khám bệnh thì đưa Phúc 500 ngàn sửa xe hả? Mà xe nó bị gì sửa? Nó bị cái bánh mâm á. Chạy xe của gà nó không. Ừ. Sửa hết 500 ngàn. Đó là bên cái ép nữa. Ừ? Ép là chứ chưa là không. Xe Phúc có mua hay là xe trước? Xe trước. Rồi anh Phong có anh Phong đang ở đây, anh Phong đi xử lý công việc tí xíu. Thì anh Phong nói là đem chiếc xe đó đi bán để mua lại chiếc xe mới cho em, vì chiếc xe đó nó hư. Giống như em nói là mới đây nó hư bánh mâm sửa hết 500 rồi đó, thấy không? Thì em nghĩ sao? Không, chiếc xe đó là em đã bán rồi. Không, chiếc xe này nè. Chiếc này là bánh mâm. Còn chiếc trước bánh mâm. Nhưng mà em cái chiếc xe bánh mâm rồi sửa lại rồi mới bán ha. Chiếc xe này là em chiếc mua mấy ngày sau là em đã đổi lại rồi đúng không? Đổi lại chiếc này. Thì chiếc xe kia nó mới hư ngày hôm kia mà. Chiếc xe này mới hư ngày hôm kia mà. Chiếc xe hư đúng không? À. Chiếc xe là em chưa có mua xe này. À. Chưa mua chiếc này. Xe anh Phong mua lúc trước đúng không? Chứ này em mới mua hàng ngày. Ừ. Hai ngày nay hay là lâu? Hai ngày nay à. Hai ngày nay là hôm qua, hôm kia. Hồi nãy thì chị Duyên nói là chiếc xe nó bị chết máy hoài, nó tắt hoài nên mới bán. Còn Phúc thì nói hơi bánh mâm, sao hai người nói nó khác nhau hết trơn. Trời chở em thì nó chết máy. Bây giờ để cho chị Duyên hoặc là Phúc nói gõ vào chiếc xe đi để cho em Phong. Em đâu chạy đâu thì đang chạy chạy chứ là thắng lại cái tự nhiên chết máy. Em hỏi luôn hết xăng mà, chạy thì đường cứ hỏi hết xăng hả, hết xăng hả hoài. Ừ. Chiếc xe này là đổi lại là bao nhiêu? Thì anh nói với em 4 triệu. 4 triệu. Thì em biết 4 triệu. Sao Phúc nói với em 4 triệu 8? À, thì anh nói em 4 triệu thì em biết 4 triệu thôi. Ủa nhưng mà hai ngày nay là... Mày không đưa anh Phong đúng không? Gửi luôn. Rõ không ta nói chuyện. Hai ngày nay là mua chiếc xe 4 triệu 8 tiền rồi mình mua hết Phúc. Dạ. Hai ngày nay... xe kia anh ngoài là... ngoài bán lại. Đổi lại mà, bán lại mà. Bán chiếc xe kia được nhiêu? Lỗ mà không đi rồi. Lỗ 500. Nhưng mà em... 4 triệu rưỡi là 500. Phong là nó mua chiếc xe đó 6 triệu mà đúng không? 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Anh Phong đưa cho em là 11 tờ 500. Ừ. Em đưa cho anh chủ tiệm. Vậy em bán lại nhiêu? Dạ. Bán lại nhiêu? 6 triệu. Bán lại 6 triệu. Mua chiếc xe lại nhiêu? Mua xe lại. Tại chứ sao chiếc 6 triệu mà lại mau hơn chiếc 4 triệu 8? 6 triệu rưỡi mà lại. Cái bình xăng nó chỉ giật. Ừ. Ai cũng nói là xe chạy kỳ quá. Ừ. Ai cầm xe đi bán? Để em cầm xe sao có cái vấn đề hơn ẩn khúc như vậy nè. Không cái đó bỏ đi. Thì bây giờ như thế này nè, anh Phong nói vậy đó thì em xử lý như thế nào, em thấy sao? Chứ chiếc xe 4 triệu mấy anh nói là sao chạy được, anh đổi là mua chiếc khác. Đây là ai chỉ tôi vòng vòng thấy mệt chưa? Là sao Phúc? Một người thì nó là hơn bánh,
một người nó chạy chết máy thì tôi chở tôi chạy chết máy thì nói tôi chết máy sao và ông chạy bị gì tôi biết hả, tôi đâu có người chạy xe đâu mà clip nín đi. Cái một trong clip này chết chịu đi là bình thường đi gì phan nói đi không, cái kể này cuối cùng là đâu nữa. Nãy giờ cũng nói với mảnh rồi. Thôi, không có gì, vợ chồng không à. Cái chuyện gì từ từ nói. Bây giờ Phúc nói hay là Duyên nói? Nói thẳng ra luôn. Cộng mặn thương á, giúp được giúp thì thôi. Mình còn lệnh đầu được mình làm. Ừ. Chiếc xe kia. Ừ. Em đã bán lợi lợi hết. À. Và số tiền đó là hai chồng em biết là đi đâu mà nó sẽ mau chứ gì. Ừ. Mà không có sinh hoạt bình thường. Ừ. Còn chiếc này. Ừ. Là mượn của ông bà vợ em. Ừ. Mượn thôi đúng không? Dạ, bây giờ anh không còn... Có nghĩa là bây giờ là lời này là thật lòng nhất luôn, đúng không? Dạ, anh không muốn trá hình nữa chứ. Ừ. Cái lỗi đó lưu hoài giờ. Cái câu chuyện gì mình chồng chồng không có đâu chứ. Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ thì em muốn... Có nghĩa là cái muốn cho nó thật lòng nhất. Thật tế thì chứ bây giờ. Một người á, nó nói dối á. Người này ở chỗ này. Chứ nó kia là người ta biết liền. Ừ. Vậy là cái thông tin là chiếc xe bán là có đúng sự thật, đúng không? Và hổm gài thì cái tiền đó đi đâu mình cũng không biết, đúng không chị Duyên? Chị Duyên ơi, cứ hạt đi, ai giúp được thì giúp, gì trơn á. Nó giấu nào tao ghét nó thôi. Thì chiếc xe chở tôi đi chết máy thì tôi nói chết máy, chứ tôi không có biết cái gì. Thì xe ông chạy thì bị cái gì đó ông biết. Chứ tôi đâu có cầm chiếc xe tôi chạy đâu mà ông nói là tôi dẫn ông, dắt ông. Bây giờ không có giận em. Em có giận, em có giận mà tại chồng em nói nhiều câu á, em lấy làm như là không phải là vợ chồng gì đó, cũng như là người dân gì đó. Thì anh chạy xe, anh chở em rồi sao? Có lẽ là xe nó chết máy thì em chạy thì em nói em chơi. Nói thẳng đi, cộng đồng người ta biết người ta. Hôm nãy giờ cũng nói thẳng rồi đó. Mình nói thẳng đi. Đừng có vuốt. Tao đừng có vuốt. Đi vòng mới ra đi. Đi vòng. Câu chuyện này là ai là người đi dắt đi vòng. Câu chuyện này là ai người dắt đi vòng. Rồi em chạy xe anh giá được đó. Ừ, Phúc không nói được, Phúc là nói thật. Nhưng mà cái vấn đề Phúc là nói là đúng sự thật đúng không chị? Dạ đúng. Để thôi đem chiếc xe này đi bán nữa, chiếc xe của người ta mà đem đi bán sao được, đúng không Phúc? Đúng không chị Duyên? Dạ đúng. Và cái vấn đề mà chiếc xe đó thì hiện tại là chiếc xe kia đã bán rồi. Dạ. Và không còn cái chiếc xe nữa. Và chiếc xe này mượn để tính là nói gạt em với Phong thôi. Để mà cho tụi em thấy là vẫn còn chiếc xe thôi. Nhưng mà Phúc là nói thật là không còn chiếc xe nữa, đúng không? Đúng không chị? Dạ. Và bây giờ em muốn nói như vậy nè. Cái chiếc xe đó là ngày hôm Phong đưa tiền Phúc đi mua đúng không Phúc? Đi mua chung với Phúc luôn. Mua chung với em à. Là anh Phong trao tiền. Rồi bây giờ thì chắc không, có cho tiền em có anh Phong. Chắc có lẽ là vấn đề đó thì em cũng không, tại vì Phong nó nói là thôi anh, nếu như mà Phúc chiếc xe đó chạy hư hoài á thì bán chiếc xe đó đổi lại một cái chiếc xe mới. Tuy nhiên bây giờ không còn chiếc xe đó thì để cho Phong nó gặp gỡ với chị cho nó dễ hơn đúng không? Chứ bây giờ em cũng đâu có biết chiếc xe đó là như thế nào, mua như thế nào đâu. Ha, có gì vậy? Phong xử lý công việc xong thì dạ. Thì chị cứ nói những cái gì sự thật thì chị cứ nói sự thật. Tại vì giống như Phúc nói đi vòng hoài thì nó sẽ sự thật ở ngoài. Ai dòm thấy được cái sự thật mà người ta không cần nhất thiết phải nói ra trên miệng, người ta cứ dòm với tư cách thì người ta cũng sẽ hiểu. Chứ để mà nói ra cũng hơn. Câu chuyện này. Thôi nói thẳng ra là số tiền từ đó giờ là hai chồng đồng ý làm hết. Đồng ý xài thì chung, sử dụng chung đúng không? Không có ai đó rồi em hết. Là em không muốn đi mà thức quần đúng không? Cứ mà hồi đổi thường này hồi đến được chứ. Em muốn gãi đi học. Chị Duyên có gì muốn nói hả Duyên? Có. Nói đi em nghe nè. Con có gì muốn nói thì nói em nghe nè. Ừ. Có gì mình phải nói chứ. Như Phúc đã nói nè. Nói thẳng đi mệt quá. Nói thẳng không? Đừng có vuốt. Đừng có vuốt. Nói thẳng số tiền mình xài gì vậy trời. Mình mua đồ ăn uống, ai ăn uống thì nói thẳng đi. Không sợ. Có tiền qua nữa. Rồi ta đi mua cái gì.
Nhưng anh xài cái thêm cái vấn đề này là hơi bị mất tiền rồi, đâu vài trăm ngàn vậy nhìn mà anh cứ điện thoại khác cái nhân viên bị mấy người ta gạt thì đổi ở tên luôn luôn rồi cái điện thoại thành cái là không ta bán mình thích thì mình mua, còn mình không thích thôi. Mình thích cái người ta bán thì mình bán cái của mình, mua cái người ta. Làm cái lỡ nó đổ thì cái bằng tiền điện thoại. Có nghĩa là đổi điện thoại hả? Hả sao chị Duyên? Là mình thích điện thoại mới, mình đổi điện thoại mới hay gì? Ở sao chị khóc? Em mừng. Mừng gì? Ừ. Mừng chấp thoát. Thoát gì? Thôi kìa. Sao hả? Sợ gì mà sợ. Không có sợ, đúng không? Không sợ, sợ không. Chị mua gì cứ gửi ha. Cứng hà. Chị gửi ha. Cứng hà thì mình cứ thiệt, mình ăn sạn, uống, ăn nhà hàng, mình cứ thẳng. Nói đi ai không cho nói đi giờ. Lại cái về vấn đề đó thôi. Thì có vấn đề là tôi cứ người hỏi tới rồi tới nói gì điện thoại thì đấy điện thoại thì đổi tới lương mà lỗ vài trăm nha. Rồi xong thêm cái phần là đi ăn ăn cơm quán nói tao biết là làm ra đây đó cái thời gian của chị Tiên gửi tiền là không biết thông cảm lắm sao tao đồng thời gian chứ phải là ấy đâu. Dạ 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 sao anh đó sao cái em đó số sổ tiền cái tiền á tôi có ba số nè cái đường đó tiên không làm mày không làm rồi chắc cho tôi là tôi đâu có tiền tôi có ba số nè thì tôi không làm tiền cái khơi khơi quá đó nói cộng đồng mạng đó cộng đồng tôi cho anh đó. Chị nói từ là sắp được thoát khỏi vụ sống nó ở đây nó tù túng lắm sao mà nói vậy? Không phải em nói thoát khỏi cái chỗ này mà nợ tình á. Sắp thừa. Tức là em nói hẳn quá là. Không phải, đúng không? Dẫn câu chuyện này ai dẫn trước, ai dẫn ai đi trước. Giờ đấu thừa. À dạ. Vậy hai chồng chịu đấu thừa gì? Đổi từ nói với bà mẹ bà em đổi tôi trời lên tới trên mẹ cũng nói từ dẫn mấy người ai có nói không ủa bà mẹ chưa từng lên clip chưa từng đổi cho bà bởi vì bà đó mẹ nói chuyện với tôi sao thôi bây giờ như thế này nè cái vấn đề đó thì Phong lát nữa gặp trao đổi với chị với Phúc sau ha còn bây giờ tụi em sẽ cắt ngang đoạn clip này cho bây giờ. Còn cái chuyện tình cảm á, chị Dư Phúc tự xử lý chứ em đâu biết đường đâu mà em xử lý. Em chỉ quan tâm là cái vấn đề vì sao mình lại tiêu hao cái số tiền Mạnh Thường Quân nó nhiều như vậy và nó đi một cách nhanh chóng như vậy. Đây không phải là tiền của em nhưng mà tiền của em và tiền của em, tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho em trao cho chị thì cũng muốn biết cái số tiền đó vì sao lại thất thoát như vậy để có phương hướng để hỗ trợ chứ bây giờ tiền mà đưa đi thì nó đưa đi một chiều thôi nó không có làm lại ra cái đồng tiền ngược lại để nuôi sống bản thân mình mà đưa đi là mất thậm chí là buồn nhất là giống như ở cái video trước em nói đó là cái chiếc giường cũng còn mất luôn á thì cái cuộc sống người ta cho mình rồi cái quyền riêng tư của mình là chỉ cứ sử dụng đồng tiền đó. Tuy nhiên thì nó phải đúng mục đích ở đây không phải gọi là cái từ là giám sát chị xài tiền như thế nào mà là muốn biết vì sao chị lại tiêu tiền nó nhanh như vậy. Có những cái nghi ngờ, những cái đồn đoán rằng người ta cho chị là này là kia thì nên em mới hỏi để mình bày tỏ cái sự tình. Chẳng hạn như là Mạnh Thường Quân cho chị chiếc xe thì Mạnh Thường Quân qua hỏi là chiếc xe đâu mất tiêu rồi thì làm sao mà ta hỏi bây giờ làm ăn như thế nào người ta giúp đỡ ta thấy buồn không chị thấy buồn không
Dạ. Nếu như mà chị cầm tiền chị giúp đỡ người đó mà người đó đo lo đi làm chuyện khác không làm ăn, chị thấy buồn không? Dạ. Đúng không? Dạ. Thậm chí ngày hôm nay buồn nhất là cái chiếc xe là buồn 1 nhưng mà chiếc giường đó là đến buồn 10. Cái ngày mà chị lên đây chị ở, Mạnh Thường Quân sợ chị nằm ở dưới gặp bệnh phổi, kêu em nán ở lại tới chiều mua cho chị cái chiếc giường để nằm lên cách mặt đất khoảng dài khoảng 5 tấc để cho nó không bị hơi đất lên, lo cho đến cái sức khỏe của chị như vậy. Mà đành đoạn là một cái chiếc giường 600 ngàn thôi, nó bán rẻ gấp nhiều lần mà chị vẫn đi bán. Thì chị đừng suy nghĩ vì sao Mạnh Thường Quân lại trở mặt với mình. Có những ngày ngày đầu tiên mà em gặp chị ở trên cái thùng rác, chị bới thức ăn ở trên đó, chị thấy lúc đó mình khổ không? Nhưng sau khi mình có tiền ở trên đây rồi á, thì mình có vốn, mình không lo làm ăn. Chị biết rằng là mình sai, là mình sai. Vậy tại sao mình không giữ cái số tiền đó lại, mình làm để cho người ta thấy mình làm đúng? Thậm chí là khi mà tụi em quay như chị như thế này nè, có những cái ý kiến trái chiều rằng á, là tại sao hai đứa nó trẻ như vậy, còn tay còn chân còn sức khỏe như vậy, không chịu lo làm ăn mà cứ đi giúp hoài, ở ngoài kia còn hàng trăm mảnh đời khó khăn hơn. Chị biết tại sao là tụi em phải quay lại giúp chị không? Vì tụi em nghĩ cuộc đời của chị ở Campuchia đủ khổ rồi, đủ sự đày đọ rồi. Về đây thì lần đầu tiên á, là coi như là về Việt Nam còn lạ nước, còn lạ cảnh, lạ đời so với chị ở Campuchia. Và chị đã làm sai lầm, chị hết cái số tiền đó, chị xuống gầm cầu thì người ta vớt chị lên một lần nữa, nghĩ rằng á chị sẽ thay đổi. Nhưng mà sau gần một tháng thì nó thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Thậm chí là em cái mường tượng em cảnh em nghĩ ra thời gian sắp tới á là chị có thể xuống gầm cầu chị sống nữa nếu như chị lấy số tiền trọ đó lại. Sau khi em với Phong đưa chị về thì muốn chị có một cuộc sống ở Việt Nam ổn định hơn. Chị có nhớ em nói với chị không? Em nói là em sẽ không quay lại cái hoàn cảnh của chị nhớ không chị Duyên? Đúng không? Cái lần mà chị hay phúc về nhắn tin cho em một lần, chị hư thai không có tiền ăn. Đúng không? Không có tiền để đi khám bệnh, em từ Cà Mau, em từ Kiên Giang đây, em quay về, em gặp chị. Chị nhớ không? Thậm chí là không có tiền, em có chuyển nói chị ứng trước tiền để chị đi ăn uống. Chị nhớ lúc đó không? Tại sao mọi người luôn hướng vào chị mà tại sao chị lại quay đi? Chị Tiên Trần đã từng hứa với chị á, cho chị đi học nail hoặc là gửi chị lên Sài Gòn bán một cái shop nào đó. Cũng đã từng hứa với chị là mua tivi cho chị. Thậm chí là có đôi khi là nực quá chị muốn gắn máy lạnh cho chị luôn, đúng không? Qua hơn một năm về Việt Nam thì chị phải làm lại chứ. Tại sao chị không có mình ý chí bản thân của mình để mình làm lại cuộc sống? Em đâu có muốn những cái thước phim như thế này nó đưa lên mạng. Em muốn chị đi bán với số 1 ngày 50 tờ thôi. Phúc đi làm 100 ngàn, hai vợ chồng sống qua ngày cũng được vậy. Thì lúc đó cũng đủ. Thậm chí là số tiền là 2 triệu, 3 triệu là đối với người ta rất là lớn.
Có những người người ta trong túi chỉ còn 10.000 thôi, nhưng mà người ta đủ làm nên sự nghiệp đó. Trong đi đó, một khi mà tụi em đi rồi á, những cái vật tiền bạc, những cái vật dụng nó đổi ra tiền bạc đó, số tiền nó rất lớn. Và em không thể hiểu rằng vì sao nó lại bay nhanh như vậy. 7 triệu vừa rồi bán chiếc xe được 4.8 triệu mà chị. 4.8 triệu vừa rồi với lại số tiền kia cộng hơn 10 mấy triệu. Đúng một tháng đúng, mới tính tiền điện ngày hôm qua là 200.000 đúng không? Đúng một tháng đúng là 10 mấy triệu bay hết. Em từ cái ngày mà em gặp chị vợ là em không muốn quay, nhưng mà Phong nói là bây giờ chị Duyên xuống gầm cầu sống nữa thì đưa lên đây được chia sẻ hình ảnh một năm nhìn lại thì người ta thấy lên trội sống cũng ổn định rồi. Chị cứ đổi thừa là sớm chị là chị ở không được bị mấy cậu đuổi đi, thì Mạnh Thường Quân muốn cho chị cái căn phòng riêng, thì lúc này có sự riêng tư thì mình cũng phải cố gắng chứ bây giờ mình đâu đổi thừa cậu đuổi gì nữa. Chị có muốn nói lời nào không? Chị bây giờ trách mình hay là trách số phận mình? Chị Duyên, chị quay qua nhìn em nào. Sao chị khóc? Chị muốn nói lời nào không? Nói cho mọi người hiểu. Thậm chí là giống như em nói, mọi khi mà tụi em quay lên gì mọi người nói lại là có thể là câu wheel câu like. Đừng nhớ cái gì mà ghét. Lau nước mắt cho chị. Để cho Phúc lau nước mắt đi. Ủa sao Phúc khóc? Phúc. Thôi vợ chồng cố gắng bảo ban nhau, đùm bọc nhau nha. Có gì thì lát nữa nói thật với anh Phong nha chị. Rồi.